Mến chào quý cô chú, hôm nay quay trở lại nhà vườn của anh Cường ở Lấp Vò Đồng Tháp nha quý cô chú. Hôm nay tiếp tục có một số hoa mẫu đơn giao lưu tới toàn thể quý cô chú nữa ha. Rồi, chào anh Cường. Chào Pháp Thái, chào quý bà con trên kênh YouTube của Pháp Thái. Hôm nay nhà vườn Lấp Vò có lên một số con trang mẫu đơn lá chung giao lưu đến toàn thể bà con cô bác gần xa. Số điện thoại, số Zalo của nhà vườn Lấp Vò là 0907 633 225. Kính mong bà con vô xem và ủng hộ nhà vườn. Rồi, đầu tiên mã số 1 là cây vàng sọc Tiền Giang ha. Cây đang phun mật hoa. Cây vàng sọc đời đầu đọt đỏ Tiền Giang nha bà con. Cây đang ươm bông, cây có chiều cao 80. Cây này tầm 4 hoành bà con ha. Một cốt 4 hoành nha bà con. Được 2 cái tự con nha. Rồi, giá mã số 1 luôn anh. Mã số 1 cây vàng sọc đời đầu Tiền Giang này em giao lưu bà con là 600k bao phí ship cho bà con. Rồi, đang phun mật hoa ha. Tiếp theo mã số 2 em giao lưu bà con là cây Mỹ Hường. Cây đang phun bông nha bà con. Mỹ Hường lá mít cam. Cây có chiều cao 85. Thoát thân 45. Mỹ Hường màu hoa rất là nhu nha. Sáng. Cây này hoành lớn. Chín hoành lắm bà con. Thân lắc nhẹ ha. Một cốt sạch. Phơm xòe. Rồi giá luôn anh. Mã số 2 cây Mỹ Cam này, cây Mỹ Hường này em giao lưu bà con là 250k bao phí ship cho bà con. Rồi. Mã số 3 em lên giao lưu bà con là cây Hường Sọc 4 mặt bông, cây này mặt bông đẹp lắm nha bà con. Cây một cốt phơm đều. Cây có chiều cao 1m1. Hoa rất là nét ha. Thoát thân 70. Đặc biệt có cái cánh hoa đó màu vàng luôn. Cây này 6 hoành bà con ơi. Cây này củ nở chạc kìa. Cây này thân cũng lâu rồi. Nằm trên chậu lâu. Giá luôn anh. Mã số 3 cây Hường Sọc 4 mặt bông này em giao lưu bà con là 300k bao phí ship cho bà con. Tiếp theo mã số 4 em lên giao lưu bà con là cây vàng sọc cánh bầu. Cây lứa phơm đều ha. Cây có chiều cao 85. Thoát thân 30. Đang kéo sọc luôn bà con. Cây này 6 hoành bà con ơi, một cốt 6 hoành. Khi mà hoa sọc nó đậm lên cái màu rất là đẹp ha. Rồi giá luôn anh. Mã số 4 cây vàng sọc cánh bầu này em giao lưu bà con là 500k bao phí ship cho bà con. Rồi. Tiếp theo em lên mã số 5. Giao lưu bà con là cây vàng cánh kép. Vàng cánh kép, vàng kim cúc. Cây có chiều cao 65. Thoát thân 25. Cây này gần 5 hoành bà con ơi. Rồi giá luôn anh. Phơm tàn đẹp. Mã số 5 cây vàng sọc cây vàng cánh kép này em giao lưu bà con là 250k bao phí ship cho bà con. Rồi. Cây phơm tàn màu cốt rất là đẹp ha. Tiếp theo em lên mã số 6 giao lưu bà con là cây vàng son Cần Thơ. Cây đang ôm nụ bà con ơi. Cây có chiều cao 80. Thoát thân 20. Một cốt phun tàn gom ha, đang đóng cái nụ nha. Vàng son Cần Thơ. Cây này 4 hoành bà con. Đây, nó hoa nè, hoa cứng và to rất là đẹp ha, chân đỏ son. Rồi, giá luôn anh. Mã số 6 cây vàng son Cần Thơ này em giao lưu bà con là 300k bao phí ship cho bà con. Rồi. Tiếp theo em lên mã số 7 cây Pháp tím. Cây này đang ôm bông. Ba tay đang ôm ba cái bông. Ba tay cành. Cây có chiều cao 80. Thoát thân 35. Pháp tím cánh hoa rất là to, rất đẹp nha. Cây này 4 hoành bà con ơi, một cốt 4 hoành. Đây, mặt hoa nè. Ra cái màu rất là nhu ha. Rồi, giá luôn anh. Mã số 7 cây Pháp tím này em giao lưu bà con là 300k bao phí ship cho bà con.
Tiếp theo ông lên mã số 8, cây tím sen Vĩnh Châu hoa thơm. Kẹo búp hết trơn. Cây một cốt phong tàn rất là đẹp ha. Tàn thông luôn. Cây này về bà con trồng cặp đứng chỉnh sửa lên ha. Cây có chiều cao 1m. Đây bà con, phong tàn. Thốt thân 30. Kẹo búp hết trơn. Hoa tím sen Vĩnh Châu rất là cứng, rất là dày ha. Cây này hơn 6 hoành bà con ơi. Cái đế còn sâu nha quý bà con. Đồ đại diện trên thôi. Rồi giá luôn anh. Cây tím sen Vĩnh Châu mã số 8 này em giao lưu bà con là 700k, bao phí ship cho bà con. Rồi. Tiếp theo em lên mã số 9. Cây Mỹ Tím. Tím sen Vĩnh Châu và Mỹ Tím thì nó hơi na ná nhau nha quý bà con. Màu hoa và cái hoa. Mỹ Tím thì lá chạy lên. Cây có chiều cao 1m1. Tàn này tàn nón ha. Kẹo búp hết trơn. Thốt thân 45. Mỹ Tím nó khác ở chỗ là lá gần, nó gần nổi nha quý bà con. Gần cộm. Cây này hoành cũng lớn bà con. Cây này hơn 6 hoành bà con. Này còn sâu nha. Tược nhảy lên nè. Không có khui. Tài cành lên đây đóng tứ diện hết trơn. Đặt luôn. Về chồng đứng lên vậy ha. Rồi giá luôn anh. Mã số 9 cây Mỹ Tím này em giao lưu bà con là 400k, bao phí ship cho bà con. Rồi. Tiếp theo mã số 10 em giao lưu bà con là cây Mỹ Trắng. Dòng Mỹ Hồng đột biến nha. Này form đẹp bà con ơi. Form tàn nón ha, xòe. Này bà con nuôi sau này tàn thông. Cây có chiều cao 85. Thốt thân 25. Cây này về bà con mình chiết cái nhánh này nè, lên đây là nó chia tay ra đều luôn. Cây này gần 5 hoành bà con, 4 hoành mấy. Mỹ Trắng lá Mỹ Hồng, giót đọt. Rồi giá luôn anh. Mã số 10 cây Mỹ Trắng em giao lưu bà con là 300k, bao phí ship cho bà con. Tiếp theo mã số 11 em giao lưu bà con là cây vàng cánh kép. Cây đang ôm bông một cốt, tàn thông đẹp nha bà con. Cây này về quý bà con mình để ban công ha, cực kỳ luôn. Cây có chiều cao 60, thốt thân 12. Phơm cành nó không còn sót ở chỗ nào, chân rất là đặc nha. Đây, hoa vàng cánh cây kép. Cây này gần 6 hoành bà con ơi, 5 hoành mấy. Rồi, vàng cánh kép nở hoa, hai cái hoa đại diện cho quý bà con mình tham khảo nha. Rồi giá luôn anh, phơm tàn đẹp. Mã số 11, cây vàng cánh kép này em giao lưu bà con là 400k, bao phí ship cho bà con. Rồi, 400 ngàn, bao phí ship. Mã số 12 em lên giao lưu bà con là cây Mỹ vàng chanh. Cây đang ôm nụ bà con. Ôm rất là nhiều nụ. Mỗi đọt mỗi nụ luôn. Cây có chiều cao 85. Thốt thân 50. Đang búp ha, mỗi đọt mỗi búp luôn. Cây này gần 6 hoành bà con ơi, hơn 5 hoành. Thốt thân 5 tấc. Thẳng luôn và phơm cành gom. Rồi giá mã số này luôn. Mã số 12 cây Mỹ vàng chanh này em giao lưu bà con là 200k. Rồi 200 ngàn cây Mỹ vàng chanh. Mã số 13 em lên giao lưu bà con là cây vàng sọc cánh bầu. Vàng sọc đậm nha bà con. Cánh rất là đẹp ha. Cánh rất là to nha. Cây lứa đàng hoàng. Cây có chiều cao 90. Thốt thân 40. Thường những cái cây một cốt với phơm như thế này là về sau rất là đẹp nha quý bà con. Đây mặt hoa nè. Cây này gần 5 hoành bà cánh con ơi. Rất là to nha. Một cốt thẳng luôn. 5 hoành. Rồi giá luôn anh. Mã số 13 cây vàng sọc cánh bầu nè em giao lưu bà con là 400k, bao phí ship cho bà con. Rồi 400 ngàn. Tiếp theo em lên mã số 14 cây Mỹ đỏ. Mỹ đỏ lá Mỹ cam. Cây này cũng đang kẹo nụ luôn bà con. Cây có chiều cao 90. Đặc biệt. Thốt thân 50. Mỹ cam đột biến ra Mỹ đỏ, cái cuốn hoa đỏ tươi như thế này là chuẩn Mỹ đỏ nha quý bà con nè. Cây này được 8 hoành bà con ơi. Một cốt thẳng 8 hoành. Rồi giá luôn anh. Form rất là đặc. Cây 14 cây Mỹ đỏ này em giao lưu bà con là 250k, bao phí ship cho bà con. Rồi, hai con
Tiếp theo mã số 15, em lên giao lưu bà con là cây tiết sen Vĩnh Châu, hoa thơm. Cây này tông nó hơi nhỏ mà có duyên lắm bà con. Cây có chiều cao 65, thoát thân 20, sạch búp hết trơn nè bà con, mỗi đọt mỗi búp luôn. Một cốt cây này được 5 hoành bà con ơi. Rồi tím sen Vĩnh Châu hoa thơm, mã số này cho giá luôn anh ơi. Mã số 15 cây tím sen Vĩnh Châu hoa thơm này em giao lưu bà con là 400k, bao phí ship cho bà con. Rồi. Tiếp theo mã số 16. Cây này nhỏ nhỏ xinh xinh mà hoa sáu thích bà con là cây vàng son Cần Thơ đang ôm nụ. Cây này về là nó nở rực rỡ quý bà con. Vàng son Cần Thơ hoa rất là to, màu vàng rực rỡ ha. Chân đỏ đây son. Có chiều cao 70. Thốt thân 25. Đây cuốn bông mà con thấy cái búp nhìn. Cây này được 4 hoành bà con ơi. Cây này cái form rất là đẹp nha. Này, lên đây nó sạch nụ chân. Rồi giá mã số này luôn anh. 4 hoành. Mã số 16 cây vàng son Cần Thơ này em giao lưu bà con là 300k, bao phí ship cho bà con. Tiếp theo mã số 17. Cây Mỹ Tím tàn thông, có thoát thân luôn nha mấy con. Đang nở hoa, hoa Mỹ Tím nhìn màu rất là ngọt. Cây có chiều cao 1m, giót đọt luôn. Thoát thân 20. Cây này một cốt 6 hoành bà con ơi. Thơm đẹp. Mới nở mấy cái hoa bà con thấy nó nổi rồi ha. Này nở hết cây cái là cực gỡ luôn. Rồi cho giá luôn anh ơi. Mã số 17 cây Mỹ Tím này em giao lưu bà con là 400k, bao phí ship cho bà con. Rồi. Tiếp theo mã số 18 em lên giao lưu bà con là cây vàng sọc cánh bầu đậm. Đang có mặt hoa cho quý bà con mình xem tham khảo sưu tầm luôn nha. Cây có chiều cao 80. Thoát thân 25. Đây mặt hoa nè. Cây này được 4 hoành bà con ơi. Mặt hoa nở rất là đẹp nha, màu tuyệt vời. Một cốt 4 hoành. Thoát thân sạch luôn. Đang có hoa nở. Rồi giá luôn anh, cây xanh mứt. Mã số 18 cây vàng sọc cánh bầu sọc đậm nè em giao lưu bà con là 400k, bao phí ship cho bà con. Rồi một cái cây lứa phơm tàn rất là đẹp ha. Mấy cây tơ tơ gì về quý bà con mình dễ vô dây. Tiếp theo em giao lưu bà con mã số 19. Một cây miếng hương. Toàn bộ cây một cốt và thoát thân thoáng. Cây tàn. Có chiều cao 1m. Phơm tàn gom. Thoát thân 55. Cây con Mỹ Hương đổi màu ha. Mới cái này 10 hoành bà con không? Một cốt 10 hoành có cái cũ rồi ha. Ừ. Rồi giá mã số luôn anh Mỹ Hương. Mã số 19 cây Mỹ Hương này em giao lưu bà con là 200k. 200.000. Tiếp theo mã số 20. Em giao lưu bà con là cây hùi sọc 4 mặt bông. Cây đang âm bông. Cánh rất là to nha quý bà con. Cây có chiều cao 1m1. Thoát thân 55. Đây, cánh hoa nè. Nở rất là to ha. Sọc rất là nét nha. Cây này 6 hoành bà con ơi. Một cốt 6 hoành. Này cũ còn sâu nè, chưa khui. Phơm tàn thì gom. Rồi, giá luôn anh. Mã số 20 cây hường sọc 4 mặt bông này em giao lưu bà con là 300k, bao phí ship cho bà con. Tiếp theo mã số 21 cây vàng Đài Loan. Cây này một cốt dáng trực ha, phong tàn thì tứ diện luôn. Cây cũng đang âm bông âm nụ nha bà con. Bông nó sáng đẹp. Cây có chiều cao 1m. Thoát thân 55. Đây. Cánh hoa nó to giống như vàng son hoa mai nhưng mà khác có một cái là cái chân nó màu trắng trong nha. Cái này được 5 hoành bà con ơi. Cây xanh mượt rồi nha quý bà con. Cây tốt, khỏe. Rồi giá luôn anh. Cây trên chậu tốt rồi. Cây mã số 21 cây vàng Đài Loan này em giao lưu bà con là 300k, bao phí ship cho bà con. Cây mã số 22 là cây phụng hoàng cam.
Cây này có bông rồi nhưng mà nó tàn rồi bà con ơi. Nhưng mà cái phơm nó tứ diện đẹp. Cây này đang đâm trời non. Cây này về bà con dưỡng lại là mau. Cây có chiều cao 55. Được tán lên. Thốt thân 20. Cây này hơn 4 hoành bà con. Đây có cái hoa bên này mà rớt rồi nha quý bà con. Mấy cái tược này đang đẻ nhánh nè. Rồi giá cây phụng hoàng cam đâu anh? Mã số 22 cây phụng hoàng cam này em giao lưu bà con là 300k, bao phí ship cho bà con. Rồi 300.000 cây phụng hoàng cam một cốt phơm tàn. Mã số 23 em giao lưu bà con là cây hồng cánh kép. Cây tàn thông đẹp nha bà con. Cây có chiều cao 85. Một thốt thân 10. Một cây này 4 hoành bà con. Giót đọt luôn ha. Nên có đọt chủ luôn. Đều. Phơm tàn ở dưới đều đặc tàn thông. Bốn hoành ha. Bốn hoành. Hồng cánh kép hoa rất là đẹp quý bà con. Rồi giá luôn anh. Mã số 23 cái hồng cánh kép này em giao lưu bà con là 300k, bao phí ship cho bà con. Rồi. Những cái dòng cây lứa này về bà con mình chỉ cần dưỡng lại là đợi hoa thôi. Tiếp theo mã số 24 cây hường sọc. Mặt hoa đang là hồng sọc. Rất là đẹp luôn. Cây phơm tàn xòe. Cây có chiều cao 1m05. Thốt thân 40. Đây cái mặt hoa quý bà con. Màu cực kỳ đẹp ha, màu hồng. Hồng sọc. Cây này một cốt gần 7 hoành mà con. Để còn sâu chưa khui. Đây tay cành lên đây chia tứ diện ha, gom. Rồi giá mã số luôn anh, cây này rất là đẹp nha. Mã số 24 cây hường sọc nè em giao lưu bà con là 300k, bao phí ship cho bà con. Tiếp theo mã số 25 cây tím lá mai. Dòng tím lá mai. Cây có chiều cao 75. Phơm tàn đều. Thốt thân 25. Đây màu tím mộng mơ quý bà con. Cây này được 6 hoành bà con ơi. Một cốt 6 hoành dạ. Tím lá mai. Đó, phơm tàn chia đều ha, đang âm nụ kẹo hết trơn. Dòng này cũng còn rất là ít nha quý bà con. Rồi giá luôn anh. Mã số 25 cây mỹ tím lá mai này em giao lưu bà con là 300k, bao phí ship cho bà con. Rồi. Tím lá mai. Màu hoa rất là ngọt. Mã số tiếp theo. Mã số tiếp theo, mã số 26, cây tím sen Vĩnh Châu hoa thơm, phơm tàn đẹp. Thuộc ra xanh mướt ha, phơm rất là đều. Cây có chiều cao 60, thốt thân 15. Cây này được 5 hoành mà con, cái gốc nó bự lắm. Ngày chưa khui nha, cái đế còn sâu nha, mình đo ở trên cái eo này thôi, cái đế này. Phơm tàn đều đặc luôn, rồi giá luôn anh. Mã số 26 cây tím sen Vĩnh Châu hoa thơm này em giao lưu bà con là 500k, bao phí ship cho bà con. Rồi. Tiếp theo em lên mã số 27 cây mỹ trắng. Mỹ trắng lá mỹ hồng, đặc biệt cây lứa phơm tàn tứ diện nhưng chia tay cành nè. Con thấy rất là đẹp. Cây có chiều cao 75. Thốt thân 30. Cây này được 4 hoành bà con ơi. Mỹ trắng lá mỹ hồng, màu trắng tinh khiết luôn. Rồi giá luôn anh. Mã số 27 cây mỹ trắng này em giao lưu bà con là 300k, bao phí ship cho bà con. Tiếp mã theo. Số 28 là cây cam dạ quang. Cây này trồng cái đợt đầu bà con, cây lực ha. Cây này phơm tàn đẹp. Đặc biệt cái dòng này cánh to. Cây có chiều cao 1m2. Đổi màu luôn. Thốt thân 55. Cây này 6 hoành bà con ơi. Thốt thân 5 tấc rưỡi. Lên cái phơm tàn chia tứ diện ha. Đặt cánh hoa rất là to nha. Màu giống như là màu mini đó. Rồi giá luôn anh. Mã số 28 cây cam dạ quang này em giao lưu bà con là 300k, bao phí ship cho bà con. Tiếp theo. Mã số 29 em giao lưu bà con là cây vàng son Cần Thơ. Kẹo búp hết trơn rồi. Cây có chiều cao 70. Thốt thân 35.
Cái này được 4 vành bà con ơi. Bà con xem búp ở trên nè, 5 tược mà lên hoa. Có một cái búp thôi mà nở cái hoa to vậy nè. Hết cái này nở cái là phủ hết cái lá luôn. Rồi giá luôn anh, mã số 29. Mã số 29 cây vàng son Cần Thơ nè, em giao lưu bà con là 300k, bao phí ship cho bà con. Màu vàng son Cần Thơ rất là đẹp. Qua đã. Mã số 30 em lên giao lưu bà con là cây hường sọc 4 mặt bông. Cây này cái cánh nó bầu luôn nha bà con, mặt bông đẹp. Cây này trồng ở đợt đầu nên có hoành cũng lực ha. Cây có chiều cao 75. Sọt búp ở chân bà con. Đây. Thoát thăng 20. Cánh hoa nè. Cánh hoa nó bầu cái màu nó rất là đẹp nha. Cây này 8 hoành lận bà con ơi. Mình để cái máy gần cho quý bà con mình dễ xem dễ lựa chọn ha. Cây này theo như mình rất là đẹp. 8 hoành anh. Ừ. Này thoát thân thoáng ha, lên đây tài cành đông đặc luôn. Cánh hoa nào cũng vậy hết nha quý bà con. Cánh rất là nét. Đẹp lắm. Rồi giá cho mã số 30 luôn anh ơi. Mã số 30 là em giao lưu bà con là 400k, bao phí ship cho bà con. Cây 30 này cũng là cây cuối clip của ngày hôm nay. Em xin cảm ơn bà con đã vô xem và ủng hộ nhà vườn. Xin chào bà con. Rồi. Hẹn gặp lại quý cô chú vào clip báo giá tiếp theo nha. Do thời tiết hôm nay rất là xấu, bão nên có những cái hình ảnh kém sắc nét thì bà con xem thông cảm nha. Nếu như thích thì bấm một like và bấm đăng ký kênh để không bỏ lỡ những clip giao lưu hòa kiện của Phát Thái nha. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại.